Này nha, bạn bạn Phạm Thị Thảo Linh này. Bạn trả lời giúp thầy có một xem. Thảo Linh có đeo không em? Linh không có đeo. Phải không? Khoa này có từ bị kẹt sớp phải không? Đây là một công ty là sơ liên doanh giữa Việt Nam và Singapore, được thành lập tại Việt Nam, ký kết hợp đồng gia công sản phẩm gỗ với công ty Nam Mỹ, được thành lập tại Việt Nam, hợp đồng được ký kết và thực hiện tại Việt Nam. Dạ thầy, em nghĩ đây không phải là đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Tại sao nhỉ? Dạ thầy, là vì căn cứ theo khoảng 2 điều 663 thì trường hợp này không thỏa điều kiện là một hoặc trong ít nhất là một trong các bên là cá nhân hay pháp nhân nước ngoài hoặc là đối tượng của quan hệ dân sự là ở nước ngoài mà đều là ở Việt Nam. Công ty là Sun là công ty liên doanh với Việt Nam, Singapore nó vẫn là công ty Việt, nó không phải là công ty nước ngoài. Dạ thầy, là tại vì nếu mà công ty đó được thành lập tại Việt Nam thì em nghĩ là quốc tịch pháp nhân của công ty đó vẫn là của Việt Nam. Ok ha. Rồi, cảm ơn bạn Yến. Bạn Yến mình trả lời đúng rồi nha. Các bạn lưu ý ha, đôi khi là trong một số trường hợp các bạn sẽ gặp ha, là có một công ty liên doanh Việt Nam Singapore, thậm chí là công ty đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài luôn, nhưng mà trong trường hợp đó mà công ty này mà có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam ấy, thì các bạn phải lưu ý ở đây là công ty mang quốc tịch Việt Nam theo luật của Việt Nam mình, đúng không? Thì trong trường hợp này công ty này vẫn là công ty Việt Nam các bạn, và cái quan hệ đó sẽ là quan hệ nhân sự thông thường thôi và không phải quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp tế. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc không? Không đúng không? Bây giờ mình qua qua câu tiếp theo ha, câu số 2 ha. Thúy Vi trả lời câu số 2 cho thầy không? Thúy Vi 0072 nè, em có đây không? Dạ thầy, Nam, ở câu số 2, Nam quốc tịch Việt Nam, đi du lịch Thái Lan, tại đây Nam bị tai nạn và qua đời. Trước khi mất, Nam có lập một di chúc tại Thái Lan để định đoạt tài sản của Nam ở Việt Nam. Trong di chúc, Nam để lại căn nhà cho vợ quốc tịch Việt Nam và tài khoản tại ngân hàng Vietcombank. Nam chia đều cho hai con. Đây đặt câu hỏi cụ thể là quan hệ thừa kế, cái di chúc này là cái việc lập di chúc này là có phải là một cái quan hệ nhân sự của nước ngoài không? Dạ theo em là không phải, nó không phải là đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Tại sao? Dạ tại vì khi Nam mất thì Nam vẫn còn quốc tịch Việt Nam, không có yếu tố nước ngoài, nó chỉ mang đi du lịch nước ngoài thôi chứ không mang yếu tố nước ngoài. Nhưng mà thầy hỏi này, em nói cho đó đúng rồi ha, nhưng mà có chỗ này này, cái việc mà ông Nam này lập di chúc tại Thái Lan định đoạt tài Dạ sản. nhưng mà đối tượng điều chỉnh, đối tượng trong di chúc này là tài sản ở Việt Nam mà. Nhưng mà cái sự kiện của nó xảy ra ở đâu Dạ ở Thái Lan. thì nó có điểm nào trong điều 663 mà nó khớp vào không? Ở điều 663 đợi em lập. Ok.
Dạ theo em là không ạ. Không có điều nào ở điều 663 quy định. Bạn đọc thử cái khoảng điểm B khoảng 2. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. Như sao? Nó có khớp với lại điểm B không? Dạ dạ có ạ. Ok, vậy em thử trả lời lại câu này xem. Quan hệ đối tượng điều chỉnh phải là, dạ thế em là đúng ạ, dựa theo điểm B khoảng 2 điều 663. Ok, thì em có thể nhắc lại lớp mình luôn, sẵn đây nhắc lại lớp mình xem thêm bữa thầy giảng là thứ tự để mình xác định xem đây có phải là quan hệ nhân sự có yếu tố nước ngoài, là mình có mấy bước nè. Hôm trước em bắn thầy ơi, Ừ vậy hả, bắn mà trả lời được hay vậy. em lật lật ra thì thấy. Ok, này nhắc lại cho bạn luôn ha. Dạ em cảm ơn thầy. Để xác định được một quan hệ là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là mình có hai bước luôn các bạn. Bước một là mình đi xác định xem đó phải là quan hệ dân sự hay không này. Thì quan hệ dân sự là quan hệ phát sinh giữa cá nhân và pháp nhân với nhau đúng không? Thỉnh thoảng thì quốc gia cũng tham gia với tư cách là chủ thể đặc biệt, mà cơ bản là nó là những quan hệ dân sự. Các bên tự do, tự ý chí, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm về cái tài sản và nhân thân của họ ha. Thì đó là sau khi mà chúng ta xác định được đó là quan hệ dân sự rồi thì chúng ta mới đi xem đó có cái yếu tố nước ngoài nào không, đúng không? Thì để xác định yếu tố nước ngoài mình có ba 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 căn cứ để mình xác định đúng không, là điều khoảng 2 điều 663. Điểm A là chủ thể, điểm B là sự pháp lý, và điểm C là đối tượng. Thì các bạn cứ xét lần lượt theo thứ tự là đầu tiên là chủ thể xem có không. Ví dụ trong trong cái bài số 2 là chủ thể nó không có thì mình xét tới sự kiện pháp lý là cái quan hệ này nó xác lập ở đâu. Ở đây là quan hệ xác lập một cái di chúc đúng không ạ? Thì ở đây là xác lập ở Thái Lan, nó có yếu tố nước ngoài rồi, là mình có thể xem đây là một cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài luôn. Và trong trường hợp mà cái di chúc đó mà không không xác lập ở Thái Lan là cái gì, là ở đâu, sau đó thì nếu mà ở nước ngoài là yếu tố nước ngoài, không thì không có đúng không? Thì các bạn nhớ lại ha, mình có hai bước chính để xác định xem là nó có phải là quan hệ dân sự có tính nước ngoài không, và mình có ba cái bước nhỏ nhỏ đó ở khoảng 2 điều 663 để mình xác định xem là yếu tố nước ngoài là như thế nào, được chưa? Rồi vậy câu số 3 một bạn là giúp thầy luôn đi ha, có bạn nào xung phong không? Trần Kim Phụng thử trả lời giúp thầy xem. Dạ em chào thầy. Câu số 3, câu trả lời của em là có. Cơ sở pháp lý là điểm A khoảng 2 điều 663 Bộ luật dân sự 2015 về quan hệ dân sự. Ta có hợp đồng mua bán 20.000 tấn gạo giữa quốc gia Nhật Bản và công ty Hoàng Anh. Về yếu tố nước ngoài, ta có đây là có quốc gia Nhật Bản thì được xem là pháp nhân đặc biệt. Ok. Dạ. Có quốc tịch nước ngoài nên câu trả lời của em đây là có, đây là thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế ạ. Ok, bạn Kim Phùng trả lời cũng được rồi ha, bạn Kim Phùng phân tích rất là chính xác ha, từng bước ha các bạn. Khi mà mình phân tích từng bước vậy mình sẽ đỡ phải bỏ quên qua một số các cái vấn đề, và thường là các bạn sẽ quên xác định là nó là có quan hệ dân sự hay là quan hệ hình sự hay hành chính đó. Nên là luôn luôn nhớ phải phải xong cái bước đầu tiên mình bước thứ hai ha. Rồi ở đây bạn cũng xác định được đúng là Nhật Bản ở đây đóng vai trò là một cái chủ thể đặc biệt khi mà tham gia vào cái quan hệ dân sự mà mua bán hàng hóa 20.000 tấn gạo với công ty quốc tịch Việt Nam, là do cái chủ thể đặc biệt này là có yếu tố nước ngoài là quốc gia Nhật Bản, nên là mình có thể xác định luôn đây là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, được chưa? Rồi xong bài 1 các bạn, bây giờ mình qua bài 2 này. Xác định các quy phạm pháp luật dưới đây là quy phạm gì của tư pháp tế, nghĩa là mình thực hành ở cái bài quy phạm pháp luật, quy phạm thực chất hay quy phạm xung đột ấy. Chúng ta xác định cái này quá đơn giản, lớp mình phải đúng hết nha.
Trần Học Ngọc. Phạm Thị Hồng Ngọc có đâu em? Có luôn. Rồi em trả lời thầy câu số 1 xem. Ok, mà nó làm được gì vậy? Nó làm được gì? Cái vi phạm này nó không giải quyết trực tiếp thì nó giải quyết cái quan hệ về quyền thừa kế như thế nào? Và nó chỉ ra được cái nước mà sẽ chúng ta sẽ lựa chọn để áp dụng pháp luật đúng không? Có bạn nào muốn nhắc giúp bạn Hồng Ngọc không? Tại vì thật ra môn này mà để chúng ta mà cứ quên rồi chúng ta mở vở ra xem nó sẽ bản chất của nó thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn quên luôn đúng mà. Thôi để câu đầu tiên thầy sẽ nhắc lại cho các bạn ha. Đầu tiên là mình phải nhớ lại cái niệm thế nào là vi phạm xung đột này. Vi phạm xung đột là vi phạm mà nó không trực tiếp giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên đúng không, mà nó chỉ làm chuyện gì chỉ ra cái hệ thống pháp luật cụ thể nào sự hệ này. Thì ở cái câu 1 này tại khoản 2 điều 680 thì nên chúng ta có gì việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản của nước có bất động sản đó. Thì ở đây là cái quyền thực việc mà thực hiện quyền thừa kế này các bạn thấy là nó không có cái quy định này nó không nói rõ ràng là mình sẽ thực hiện như thế nào mà chỉ đưa chúng ta tới là pháp luật của nước nơi có bất động sản. Để xem mình tới đó mình xem để mình xem nó giải quyết cái gì giải quyết như thế nào để mình mới biết được là mình thực hiện cái quyền thừa kế này như thế nào ha. Do vậy là cái này là một cái vi phạm xung đột chứ. Rồi ok, một câu hỏi ở bên ngoài này, bây giờ một bạn thử xác định giúp thầy xem cái phần cái cấu tạo của cái vi phạm xung đột tại điều 680 này như thế nào. Các bạn thử xác định giúp thầy xem. Sẵn mình ôn lại bài xung đột pháp luật luôn, tại vì hôm nay mình thảo luận về xung đột pháp luật. Thiệu Sang trả lời cho thầy không? Để thầy là họ mình có hai phần là phần phạm vi và phần hệ thuộc. Thì trong khoảng 2 điều 680 này thì phạm vi là đối với bất động sản, còn phần hệ thuộc là được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Gần chính xác nha. Cái phần phần hệ thuộc ấy, các bạn lưu ý nha. Cái chỗ mà mình hay nói là được xác định theo đó, chúng ta không nên nói cái cụm đó từ đó ra, mình chỉ cần kêu là pháp luật của nước nơi bất động sản đó thôi. Tại vì mình đã học qua một số các kiểu hệ thuộc luật cơ bản rồi. Cái vấn đề của một số cái nội dung của các hệ thuộc luật là nguyên tắc áp dụng pháp luật đúng không? Thì khi mà trả lời nguyên tắc áp dụng pháp luật nào, mình chỉ cần nói ra là pháp luật ở đâu áp dụng thôi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có khoảng 2 điều 680 là pháp luật của nước nơi có bất động sản. Đó chính là cái phần hệ thuộc của nó ha. Còn cái đoạn mà được xác định theo với là một cái đoạn dẫn dắt, cái câu câu đó là dẫn dắt thôi, nó không chính xác là phần hệ thuộc ha. Các bạn lưu ý chỗ này nha, tại vì đi thi các thầy cô sẽ có thể bắt bẻ chỗ này nhé. Được chưa? Rồi mình làm câu số 2 nè các bạn. Câu số 2 mời bạn bạn nào giúp thầy xem, Bảo Ly giúp thầy xem câu số 2 khoảng 2 điều 674 nè. Bảo Ly có đây không? Dạ, em nghĩ là nó là vi phạm xung đột. Ok, vi phạm xung đột ha, tại sao?
thì nó dẫn đến pháp luật của Việt Nam là không đưa ra được, không giải quyết được yêu cầu về quyền và nghĩa vụ. Ok. Rồi thì hiểu rồi, cảm ơn em. À, thầy có một câu hỏi cho Bảo Vy nè. Dạ theo em đây là vi phạm mệnh lệnh hay vi phạm tùy nghi? Bảo Ly trả lời cho thầy để xem. Dạ. Vi phạm xung đột mệnh lệnh hay vi phạm xung đột tùy nghi? Dạ thứ hai là vi phạm xung đột là phạm gián tiếp, không trực tiếp mà giải quyết vấn đề mà dẫn đến một hệ thống pháp luật khác. Thì nó là xưa, nó là mệnh lệnh hay tùy nghi? Đây này nằm trong bài xung đột pháp luật ấy, cụ thể là nằm ở phần là vi phạm xung đột luôn. Thầy có đề các bạn về cách phân loại vi phạm xung đột đấy, thì nhớ xem rồi cái này, nếu mà cái loại vi phạm xung đột này ấy, là vi phạm mệnh lệnh hay vi phạm tùy nghi. À, đúng rồi, mệnh lệnh hay tùy nghi. Các bạn nào trả lời được câu này không? Đây, có một bạn giơ tay này. Châu Long trả lời giúp thầy xem. Dạ thưa thầy, đây là xung đột mệnh lệnh ạ. Em giải thích giúp bạn Bảo Ly được không ta? Bởi vì nó mang tính bắt buộc là phải xác định theo pháp luật Việt Nam và các bên không có sự lựa chọn. Rồi, ok, cảm ơn em ha. Thì cái khoảng 2 điều 674 này ha, các bạn vô ý ha. Khi mà chúng ta phân loại, các bạn phải nhớ nha. Và phải nhớ cái cách phân loại mà thật ra cái tên đó là chúng ta đã đọc ra hiểu rồi, vi phạm xung đột mệnh lệnh là chúng ta không được quyền chọn luật luôn, tùy nghi là chúng ta tùy ý chọn luật nào sử dụng cũng được. Thì đối với vi phạm này nó quy định luôn là năng lực hành vi dân sự người nước ngoài trong trường hợp thực hiện giao dịch tại Việt Nam đó, thì là chúng ta phải xác định theo pháp luật Việt Nam luôn, là chúng ta không có chọn luật được rồi. Thì trường hợp này là chắc chắn là nó là vi phạm xung đột mệnh lệnh rồi ha. Ok, bây giờ tới câu số 3 này. Câu số 3 liên quan tới câu viên bạn Nguyễn Thảo Ngân, em trả lời cho thầy câu số 3 được không? Dạ thầy ạ. Khoảng 1:14 câu một viên. Thưa thầy, cái này là xung đột pháp luật ạ. Cái này xung đột pháp luật là sao đây? Cái này là vi phạm xung đột. Tại sao vi phạm xung đột này? Em thử nói cho thầy nghe xem. Thưa thầy, vi phạm xung đột là vi phạm mà nó không trực tiếp giải quyết các quan hệ pháp luật. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không cần đọc lại lý thuyết nữa. Dạ. Bây giờ em chỉ cần phân tích cái điều 14 khoảng 1 này. Em chứng minh cho thầy xem là nó tại sao nó là vi phạm xung đột. Giờ đầu tiên đọc khi một đọc vào một cái quy định thì bạn xem nó đang nói về cái gì. Ai quy định này đang nói về cái gì? Chào hàng. Đấy là chào hàng đúng không? Rồi ok, xong. Thì nó giải quyết cái nó có đưa ra chúng ta biết được hiểu được là chào hàng là như thế nào không? Có là nghĩa là một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định được coi là một chào hàng. Ok, nó giải thích khái niệm ra rồi, nó nói về chào hàng là gì và nó giải thích ra khái niệm đó là gì rồi. Vậy theo em thì nó là vi phạm xung đột hả? Nó có giải quyết gián tiếp cái vấn đề này không hay là giải quyết trực tiếp vấn đề này? Không, chúng ta muốn hiểu chào hàng là gì thì trong cái khoảng này, khoảng 1 điều 14 này nó nói chúng ta hiểu chào hàng là gì. Vậy nó đang giải quyết gián tiếp hay trực tiếp? Em nghĩ là gián tiếp. Tại sao gián tiếp? Nó nói cho mình biết nó là gì luôn rồi, tại sao là gián tiếp? Đúng không ta? Em đọc em cũng hiểu nó nói về cái gì đúng không? Em đọc xong này em có phải đi coi luật của quốc gia nào khác để chúng ta xác định xem là chào hàng là gì nữa không? Dạ không ạ. Mình đâu phải đi coi luật ở chỗ nào khác nữa đâu đúng không? Dạ. Thì sao? Thì nó có phải là vi phạm xung đột không? Dạ hay là không ạ? Dạ. Là vi phạm gì?
vi phạm thực chất à? Ok, vi phạm thực chất ha. Rồi, các bạn lưu ý là khi mà mình học cái khái niệm mà cách tốt nhất là mình học để mình hiểu là mình đã phải áp dụng nó, phải tìm cách mình vận dụng nó thì kiểu như thế này ha. Khi mà đọc quy định các bạn sẽ xác định xem, cố gắng nhìn cho thầy xem là nó có giải quyết trực tiếp hay là gián tiếp, nó có bắt mình chọn luật không, nó bắt mình đi đọc luật khác không, thì các bạn sẽ xác định được ngay là xung đột hay là thực chất, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà các bạn chỉ học thuộc lầu lý thuyết thôi, đôi khi bạn vận dụng vào sẽ khó khăn. Nên là cách nhanh nhất để hiểu bài các bạn cứ vận dụng vào cái điều khoản trực tiếp này, mở luật ra coi. Đó. Là bạn sẽ phát hiện được là cái nào là xung đột, cái nào là chất, được chưa? Rồi bài tiếp theo ha, Lê Nguyễn Thùy Trinh. Trả lời cho thầy điều 40 xem. Thùy Trinh có đây không em? Thùy Trinh không có đây hả? Vậy thì Ngọc Mai trả lời được không em? Dạ, em nghĩ câu số 4 là quy phạm xung đột ạ. Xung đột hả? Rồi bây giờ em giải thích đi, tại sao quy phạm xung đột này? Dạ, tại vì em thấy nó dẫn đến pháp luật của bên ký kết ạ. Ta đọc kỹ lại xem. Thì đầu tiên là quy định này nói về cái gì? Về cái việc để lại thừa kế là bất động sản. Đó, quy định này về gì? Thầy có ghi trong đây luôn rồi mà. Điều 40 Hiệp định cho tư pháp Việt Nga nè. À, về chuyển giao di sản cho nhà nước. Đúng rồi, chuyển giao di sản cho nhà nước đúng không? Dạ. Rồi, cụ thể trong đây nó chuyển giao như thế nào? Nó quy định chúng ta chuyển giao như thế nào? À, vậy nó phải là thực chất chứ. Động sản thuộc về bên ký kết mà người để lại thừa kế là công dân vào thời điểm chết, còn bất động sản thuộc về bên ký kết nơi có bất động sản đó. Vậy thì mình có phải đi xem luật khác để coi là nó chuyển giao như thế nào nữa không? À, dạ không ạ. Vậy thì đây là vi phạm gì? Dạ, vi phạm thực chất ạ. Ok ha, các bạn lưu ý ha, đó là một cái bẫy, cái câu, cái điều khoảng 40 này không phải một cái bẫy nữa, là cách nhà làm luật họ viết cái câu chữ ra, đôi khi làm do mình đang học về xung đột pháp luật này, mình đang học về xung đột, nên khi mình đọc thì luôn luôn nghĩ, luôn hoài nghi xem mà nó có phải là xung đột hay không. Chỉ cần có những câu là thuộc về cái này của nước này, hay là phải xem hay là thuộc về nơi kia, thì nó thường hay là kiểu các bạn sẽ dễ nhầm lẫn đó. Thì một cái bí quyết mà thầy, một cách mà để thầy không bao giờ bị lạc lối, là khi mà đọc một cái điều khoản mà thầy nghi là nó là quy phạm xung đột, thầy sẽ đi xem là cái hệ thuộc của nó, cái kiểu hệ thuộc của nó là kiểu hệ thuộc nào, đúng không ạ? Hồi nãy giờ là bốn cái điều khoản này đi, thì chúng ta có hai cái quy phạm xung đột, hai quy phạm thực chất. Thì đối với hai quy phạm xung đột mình đọc vô mình thấy ngay, ví dụ như là ở khoản 1 chúng thấy là đây là kiểu hệ thuộc gì ạ? Luật nơi có tài sản, đúng không? Pháp luật nước nơi có bất động sản, tức là hệ thuộc luật nơi có tài sản, đúng không ạ? Rồi thứ hai là gì ạ? Năng lực hành vi nhân sự người nước ngoài đó được xác định theo luật Nam. Đấy, các bạn sẽ phát hiện ngay được cái phần cái kiểu kỳ hệ thuộc nó, kiểu hệ thuộc mà cái quy định này áp dụng. Bản bố mà mình đọc vào các bạn sẽ không bao giờ thấy được có bất cứ cái kiểu thuộc nào cả, tại vì nó không có xác định nguyên tắc áp dụng luật, được chưa? Rồi mình kết thúc bài 2 đây ha, còn bài 3 nữa thôi các bạn. Bây giờ bài 3 thì bạn bỏ ra 30 giây các bạn đọc cái đề chút.
Câu này thật ra thầy làm cho các bạn 1.000 đến một lần thôi. Tại vì thầy hay lấy cái ví dụ này ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu được cái môn thư pháp quốc tế của mình ấy. Nên các bạn đọc, các bạn thử xem giải quyết như thế nào nhé. Có bạn nào muốn xung phong làm câu này không? Ok, thầy mời bạn Thanh Nguyên giúp thầy làm câu 1 xem. À, dạ là những quan hệ mà thuộc đối tượng điều chỉnh của thực phẩm quốc tế là việc mà cô Xuân Hoa ký kết hợp đồng với công ty Blue và việc cô Xuân Hoa kết hôn với lại anh David ạ. À, tại sao em có thể giải thích cho thầy được không? Là tại vì cô Xuân Hoa là công dân Việt Nam, còn công ty Blue và anh David là công ty thuộc thuộc nước công ty nước ngoài và công dân nước ngoài. À, có quan hệ ở đây là quan hệ gì? Ở đây những quan hệ phát sinh là quan hệ gì? Quan hệ hợp đồng và quan hệ nhân thân ạ. Về hôn nhân nhé, ngoài hợp đồng và quan À, hệ nhân quan thân. hệ hôn nhân. Rồi, ok, cảm ơn bạn ha. Thảo Vi có đây không? Thảo Vi trả lời thầy câu số 2 xem. Cái câu hỏi này nó đơn giản, nằm trong khuôn khổ là xác định phương pháp điều chỉnh nào của thư pháp có được vận dụng nha, chứ không phải là các bạn phải xác định ngôn ngữ nào để áp dụng nha. Thì đầu tiên là chúng ta phải đi xác định xem đây là cái quy phạm nào trước. Thì bạn Thảo Vi có đây không? Rồi, khi Thảo Vi cũng ra đây thì Ngọc Thảo trả lời giúp bạn được không? Ngọc Thảo không nói có đây luôn à? Thì Khuê Mai trả lời xem. Bạn Ngọc Thảo được có thì đúng không? Trả lời Em trả lời lại câu hỏi số 1. số 2 em, số 2. Vâng, thưa thầy, thì theo em cái câu hỏi số 2 này là đang là theo thư pháp quốc tế thì đây là phương pháp điều chỉnh. Đây là phương pháp điều chỉnh chất ạ. Thực chất hả? Tại sao thực chất nè? Bây giờ đây là quy phạm gì? Đây là quy phạm gì nè? Vậy đầu tiên là quy phạm này đây nói về cái gì? Cái vi phạm mình nó đang nói về cái việc xác định điều kiện kết hôn. Đúng rồi. Rồi nó có giải quyết trực tiếp luôn là điều kiện kết hôn của công dân Việt Nam như thế nào hay công dân nước ngoài như thế nào? Dạ à phải là quy phạm chắc Hả? dạ à, dạ nó là quy phạm Phạm nào vậy? Ta có bạn nào muốn cứu bạn Ngọc Thảo không? Khuya mai tôi trả lời giúp bạn xem. Dạ thưa thầy, theo em thì điều 126 luật hôn nhân gia đình 2014 là vi phạm xung đột ạ. À, em giải thích Nên là phương pháp em giải thích bạn tại sao lại vi phạm xung đột được không? dạ tại vì trong đây điều luật nó không có đưa ra cụ thể là điều kiện kết hôn của mỗi bên như thế nào mà chỉ
xác định là mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn, và đưa ra nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài phải tuân theo quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Nên phương pháp điều chỉnh ở đây cũng là phương pháp xung đột đúng không? Rồi, cảm ơn em. Rồi thầy giải thích lại câu này ha. Đầu tiên khi mình đọc với điều quy định tại điều 126 này, mình phải xác định được xem đây là vi phạm gì ha, thực chất hay xung đột. Thì đọc vô là biết ngay là vi phạm xung đột hết các bạn ha. Tại vì sao ạ? Chúng ta có hệ thuộc này pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn, đúng mà, chẳng phải đấy. Dạ, đó chẳng phải đây là hệ thuộc của quốc tịch à? Không, pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn là cái gì, luật quốc tịch gì nữa. Rồi cái phần còn lại là về xác định theo luật này về điều kiện kết hôn, có nghĩa là chúng ta đang xác định theo luật nơi xảy ra hành vi, đúng không ạ? Thì chúng ta có thấy là có hai cái hệ thuộc trong đây, chắc chắn là đây là một vi phạm xung đột ha. Mà cái phương pháp nào nó sẽ áp dụng vi phạm xung đột? Chỉ có phương pháp xung đột, đúng không ạ? Phương pháp điều chỉnh xung đột là áp dụng các phương pháp xung đột để gián tiếp chọn ra hệ thống pháp luật nào để áp dụng, đúng không ạ? Thì do đây là phương pháp điều chỉnh này là trong điều 126 là cái phương pháp xung đột nha các bạn. Được chưa? Rồi, kết thúc bài 1 ở đây nha. Bây giờ thầy sẽ qua bài 2 luôn ha. Để thầy share lên màn hình cho các bạn. Đây là bài 1. Thế chào thầy, các bạn làm hết một lần rồi mình sửa cho nó lẹ. Thì các bạn chắc là để thầy gửi lên. Bạn chụp màn hình lại đi. Trong khi đó thầy sẽ gửi lên phần chatbox cho các bạn. Rồi thầy gửi phần chatbox, các bạn download về các bạn xem cho tất cả câu hỏi ha. Chắc là khoảng 2 giờ cho các bạn, như đây bao nhiêu câu đây, cũng hơi nhiều nha. Cho các bạn tới 2 giờ 30 thầy sẽ ngồi sửa các bạn ha. Các bạn ngồi tập lại tới 2 giờ 30 ha. Có bất cứ câu hỏi nào các bạn có thể hỏi thầy sau đó nha. Rồi lớp mình ngồi là bài tập nha.